cái người mà nói chữ sẽ thì xác định luôn, đúng không? Là đừng đặt kỳ vọng gì vào họ hết. Nhớ nha, cái người mà sẽ là đừng kỳ vọng. Phải là cái người mà, đúng rồi, tôi làm để thành công. Nhiệt huyết này là yếu tố đầu tiên để tạo nên sự thành công. Bạn có thông minh, bạn có tài giỏi hay không không quan trọng, nhưng quan trọng là bạn phải nhiệt huyết. Nhiệt huyết trong việc gì? Đó là trong việc tìm đường đi đến thành công. Ước mơ của tôi là làm giàu, thế cho nên tôi tìm đủ mọi cách để làm giàu. Từ nhỏ tôi đã mong muốn đấy là tự lập về mặt tài chính, cho nên tôi rất hạn chế xin tiền bố mẹ. Tất cả mọi thứ ngoại trừ tiền học mình phải xin, còn lại mọi thứ là mình tự bươn hết. Khi mà còn trẻ, còn thanh niên là mình bắt đầu là đi làm thuê cho người ta để kiếm tiền, chơi những trò chơi điện tử, thi đấu với nhau để kiếm tiền. Khi mà tôi chơi thể thao, ngày xưa tôi chơi hip hop cũng đi thi đấu giải để kiếm tiền, tôi chơi bia cũng đi để kiếm tiền, đến bây giờ khi chơi đánh gôn cũng tham gia các giải, tất cả mọi thứ. Thì bạn sẽ thấy không? Đấy là nhiệt huyết trong việc tìm đến cái sự thành công như thế này. Còn nhiều người thì lựa chọn làm chỉ để có cái việc làm mà thôi. Bạn viết xuống là có hai nhóm người. Nhóm người số 1 làm chỉ để có việc làm. Nhóm số 1 làm chỉ để có việc làm. Có hai nhóm người. Một, làm chỉ để có việc làm. Những người này thì họ như thế nào cả nhà? Sống rất an toàn, đúng không? Không có nhu cầu gì cao hết. Làm cho có, làm cho vui thôi. Kể cả là những người làm kinh doanh nha, chứ không phải chỉ những người đi làm công cho người ta. Làm kinh doanh cũng vậy, chỉ làm thế thôi, đủ ăn, có tiền là sướng rồi, không cần mưu cầu. Làm để có kết quả, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đến bây giờ, bạn hoàn toàn có thể ra ngoài kia rồi bạn xem những người bạn của mình, những đối tác của mình, bạn phân biệt được hay họ là ai. Theo bạn là mình có nên chơi những người làm chỉ để làm không? Vì sao? Đúng rồi, bởi vì nhiệt huyết của họ và nhiệt huyết của mình là khác nhau. Nhiệt huyết của mình là kiếm tiền, nhiệt huyết của họ là đi chơi, đúng không? Là đi chơi, là nói xấu người khác, là những thứ mà ngược với mình. Hai thứ khác nhau. Để cho nên được rằng là chúng ta mà muốn đi đến điểm A nhưng lại đi theo hướng B thì có đến được không? Không thể đến được. Rồi, hai nhóm người. Ai nhóm số 1 giơ tay? Tí thì mấy chị phía dưới chưa. Ai nhóm số 2 giơ tay và nói? Rồi, hai pha em cạnh là tôi là nhóm số 2. Nhiều người này các bạn này, thành công ấy, nhiều người thành công chỉ ở mồm thôi. Có người là thành công thật, phải phân loại nha. Có người là thành công mồm. Thế nào là thành công thật và thành công mồm? Thành công thật là người ta làm
để thành công. Thành công mồm đó là người ta nói được rằng tôi sẽ làm để thành công. Hiểu đoạn này không? Thành công thật ấy là tôi sẽ làm để thành công. Thành công mồm là tôi sẽ làm để thành công. Thấy nó khác nhau cái gì cả nhỉ? Khác nhau chữ gì? Đúng rồi, khác nhau chữ sẽ. Cái người mà nói chữ sẽ thì xác định luôn, đúng không? Là đừng đặt kỳ vọng gì vào họ hết. Nhớ nha, cái người mà sẽ là đừng kỳ vọng. Phải là cái người mà, đúng rồi, tôi làm để thành công. Thế thì vừa đấy nói hai file cũng hiện như thế. Hai file bên cạnh, tôi là nhóm số 2. Tôi là nhóm số 2. Ấy ấy ấy, không phải. Đang mô tả lại một vài người thành công mồm. Thành công mồm ấy, tôi làm để thành công, tôi là nhóm số 2. Thế nó có nhiệt huyết đâu cả nhỉ? Nhiệt huyết là như nào? Nhiệt huyết là như nào? Đúng không? Tôi là nhóm số 2 mạnh như này. Như đi đánh ghen nó còn kinh hơn nữa. Ai là thành công thật các bạn? Không, hỏi ở dưới, ai thành công thật? Đấy, thành công thật tôi. Ai thành công thật tôi? Hỏi lại nha, phía dưới. Lắng nghe này, ai là người thành công thật? Giơ tay vào nói. Rồi, hai file người bên cạnh là tôi là người thành công thật. Đấy, đấy là biểu hiện của nhiệt huyết. Làm mà thiếu nhiệt huyết thì sao cả nhỉ? Sáng mở mắt ra, soi gương là thấy chán rồi. Người ta mở mắt ra nó phải nhiệt huyết, nó phải khí thế tưng bừng lên chứ này. Mà lại phải đi làm. Lại phải đi làm là có vấn đề rồi. Đúng không? Bạn biết là nhiều người, em ước mơ làm sao một đêm nó ngắn, phải thật ngắn thầy ạ. Em muốn là sáng mai mở mắt thật nhanh để em dậy em làm. Đấy là cái gì? Nhiệt huyết. Nó phải là như thế. Đúng không? Chứ còn mở mắt ra mà cứ lừ ra lừ đừ mãi không dậy được. Chuông báo thức nó reng lúc 6 giờ mà mở mắt ra tới 8 giờ. Nhiệt huyết ghê gớm luôn. Thầy em nhiệt huyết kinh khủng khiếp. Em đam mê công việc này lắm. Đấy là nhiệt huyết bằng gì cả nhà? Nhiệt huyết bằng gì? Đúng rồi, nhiệt huyết bằng mồm. Mà bạn phải phân biệt được nhá. Phải phân biệt được nhiệt huyết thật và nhiệt huyết bằng mồm.